Học nghề trộm khổ, cứ nhìn mất nghề. Nghề trộm em nào ấy giả vờ. Chú em nào đâu, làm gì có em nào. Làm gì có em nào. Có bao nhiêu đấy. Ba năm, ba nhá. Có bao nhiêu rồi. Đương nhiên. Tài đừng. Thôi gục nè, thế thế nhá. Quay cái tay thôi, quay được người đâu. Bên này nữa nhỉ? Xem xem có nhìn thấy không? Đến rồi. Quá xinh nhờ mẹ. Tại một trời lắm. Về ông ấy, ông không nhận ra. Về ông không nhận ra. Anh nào muốn bấm đây? Anh có lòng vòng ở đây nhỉ? Hả? Đúng không? Đâu? À không, đông đông mấy đâu. Thằng này nó bấm đây chú ơi. Thôi về tí bố đánh chết đấy. Không sợ. Đâu đây nào? Số tay chứ. Nó như có cũ cũ rồi hay sao? Đúng không? Cũ rồi một cái rồi. Bây giờ vẫn cái bên này thôi. Lại cao à? Còn bên đây à chị? Bên lại cao hơn rồi. Không cân à? Cái 19 là 10 thôi, làm sao mà là 100% được. Tay làm như mà cái súng thì để nó... bên này rút bên này ra để cho nó tịt, để cho nó tịt đi, tịt nó lại như cũ mà cái này là lành lần trước cho bên này tịt rồi lại bắn lại giống bên kia thôi lại lệch là... như không này, như này không làm được, không lệch đây chuẩn bị. Ôi, có cây chạy xuống chân này nó nhìn như ở trong chân trong thôi, nhưng nhìn là gì ở ngoài cái đầu ấy mà không. Nó vừa khóc đúng không? Vừa không nhè nhỉ? Bắn lâu nhưng mà vẫn thấy sưng, chả biết lấy cái gì về trường được nhỉ? Lá chè à? Đó. Lấy nó đun lấy lớp chè xanh nó đặt. Chè xanh thôi á? Chấm vào hai lần khỏi. Cái này lâu lâu bị sưng ngoài chảy máu. Để bác, để ông ấy cho. À, cái này chưa. Cái này chưa chốt. Để tìm. Không khóc luôn. Đau không đau nha. Khóc bây giờ đau không? Đau rồi. Không khóc kìa, không khóc. Ông ơi chốt cho cái cho đi cháu ấy. Bắn rồi nhưng mà chưa chốt. Mặt thì bé cao ấy.
chân ấy. Lắp rồi. Lắp đúng. À, lắp rồi. Ôi giời ơi. Chán quá.